giảm nguy cơ nhiễm nhiễm lao, hay là còn gọi là phòng bệnh lao cộng đồng. Cái thứ hai, các em nắm cho được các phương pháp phòng nhiễm lao, diễn thân lao, lao bệnh, nghĩa là phòng lao cá thể. Cái thứ ba, các em nắm cho được các biện pháp phòng lây nhiễm lao tại cơ sở y tế. Cái cuối cùng là các em nắm cho được các phương pháp phòng lây nhiễm lao tại hộ nhá. Gia đình, vì thời gian có hạn thì cô chỉ trình bày hai cái đầu thôi, nghĩa là giảm phòng lao cho cộng đồng và phòng lao cá thể. Còn phòng lây nhiễm lao tại cơ sở y tế và phòng lây nhiễm lao cả hộ gia đình thì nhờ các em về đọc giúp đấy. Nên mục tiêu của dự phòng lao là chủ yếu hai cái. Thứ nhất là giảm nguy cơ nhiễm lao, thứ hai là giảm nguy cơ từ lao nhiễm chuyển thành lao lao bệnh. Và cách thức dự phòng như thế nào? Thứ nhất, để giảm nguy cơ nhiễm nhiễm lao thì chúng ta cần những cái phương pháp nào để giảm nguy cơ nhiễm nhiễm lao? Cái thứ nhất là chúng ta phát hiện ra được nguồn lây. Cái thứ hai, khi phát hiện được nguồn lây rồi thì chúng ta phải loại bỏ nguồn lây. Thứ ba là song song chúng ta phải cách ly bệnh nhân. Cái thứ tư là chúng ta phải xử lý chất thải và đồ dùng của bệnh nhân. Cái thứ năm là vệ sinh môi trường. Về để phát hiện nguồn lây thì hiện nay chủ trương của chương trình chống lao quốc gia chúng ta thì phát hiện nguồn lây, trong đó chủ yếu là nguồn lây chính đó là những trường hợp lao phổi HB dương tính qua phương pháp nhân phôi trứng trực tiếp bằng phương pháp thụ động, nghĩa là khi bệnh nhân có triệu chứng ho khạc đàm và kèm theo các triệu chứng khác thì bệnh nhân sẽ đến khám. Các triệu chứng nào? Các triệu chứng nghi ngờ lao lao phổi, phần bài lao phổi các em học rồi, đến khám thì chỉ định xét nghiệm đàm bằng phương pháp nhồi soi trứng trực tiếp tìm AFB. AFB có phải là vi khuẩn lao không ạ? Em nào cho cô biết AFB có phải vi khuẩn lao không? À không, đó là nó là vi khuẩn chi nè, là vi khuẩn kháng acid xịt cồn chứ không phải là vi khuẩn lao, đúng, hoàn toàn đúng. Vì nhưng mà vi khuẩn lao albumin là một loại vi khuẩn kháng acid xịt cồn, mà trong chỗ trong cái nhóm vi khuẩn trực khuẩn kháng acid cồn thì đại đa số là vi khuẩn lao, ngoài ra chỉ có một số vi khuẩn khác thôi. Do đó bằng phương pháp nhồi soi trực tiếp mà tìm thấy vi khuẩn kháng acid cồn thì xác định đó là bệnh nhân bị lao, chẩn đoán xác định là bệnh nhân bị lao. Mà đặc biệt khi bệnh nhân có vi khuẩn kháng acid cồn trong đàm thì bệnh nhân đó được xếp vào là nguồn lây chính. Ví dụ đây là trường hợp là bệnh nhân bị lao phổi, khi bệnh nhân ho khạc hoặc hắt hơi làm bắn ra cả hạt nước bọt, trong hạt cả hạt nước bọt này chứa vi khuẩn khuẩn lao. Nếu người lần tiếp xúc với nguồn với cái không khí này thì sẽ hít phải cả cái giọt nước bọt này vào trong phế nang và vi khuẩn cứu chữa đó và gây nên lao lao phổi. Thì nguồn lây nó nguy hiểm khi nào? Nguồn lây nó nguy hiểm bắt đầu từ khi bệnh nhân có triệu chứng ho khạc đàm và cho đến khi phát hiện và điều trị ít nhất hai tuần. Người ta thấy rằng chỉ số lây trước khi điều trị 2 tuần thì khoảng 100%, trước khi phát hiện thì 100%, nhưng mà sau khi phát hiện và điều trị 2 tuần, đấy, ít nhất 2 tuần thì nguồn lây chỉ còn 1% mà thôi. Do vậy sau khi điều trị 2 tuần thì nguồn lây giảm rất rất nhiều rồi. Cái này các em thấy rằng các em mà nếu đi thực tập ở khoa lao thì còn đáng sợ hơn cả bệnh nhân lao ở ngoài cộng đồng chưa được phát hiện và điều trị không? Sợ không nào? Sau này đi thực tập khoa lao có sợ lây lao hơn là ở ngoài cộng đồng, nguồn lây ở ngoài cộng đồng chưa phát hiện được, đã điều trị được chưa? Chưa phát hiện và điều trị chưa? Đấy, không đáng sợ bằng. Đấy, giống như hiện tại cái đại dịch do COVID đó, thì khi bệnh nhân được phát hiện thì chúng ta cách ly rồi thì yên tâm hơn là nguồn lây ở ngoài cộng đồng. Bệnh lao cũng vậy, khi ở ngoài cộng đồng thì bệnh nhân chưa được phát hiện và điều trị cho nguồn lây của nó 100% rồi. Khi bệnh nhân đã được phát hiện điều trị, nhóm bệnh nhân vô khoa lao mình đã được phát hiện điều trị
song song với điều trị thì kết hợp với các phương pháp khác thì nguồn lây nó giảm rất nhiều, đặc biệt bệnh nhân đã điều trị được 2 tuần thì nguồn lây chỉ còn 1% mà thôi. Do vậy bệnh nhân ở khoa lao không đáng sợ bằng ở những nơi khác mà các em sẽ tiếp xúc, phải không? Sợ nhất ở khoa lao là những trường hợp nào nè? Em nào biết không? Sợ đi thực tập khoa lao sẽ sợ nhất những trường hợp nào? Bệnh nhân đang nằm viện tại khoa lao. Các em nào biết không? Các em nào biết nè, những trường hợp nào là mình đáng sợ nhất tại khoa lao? Những trường hợp chưa đủ 2 tuần cũng chưa đáng sợ lắm vì có cái khác rồi, những bệnh nhân mới nhập viện cũng chưa sợ vì sau khi phát hiện ra, trước khi điều trị 2 tuần thì mình cũng có những trường hợp khác. Có một số bạn là cho bệnh nhân lao kháng thuốc, hoàn toàn đúng, đặc biệt là đá kháng thuốc, và hiện nay bệnh nhân cũng có siêu kháng thuốc nữa rồi, cho nên là sợ nhất những trường hợp mà lao kháng kháng thuốc, đá kháng thuốc. Mà những trường hợp thì nghi ngờ đá kháng thuốc thì để khi vô viện thì chúng ta cũng biết rồi, đa phần chúng ta biết rồi, thì ngoài phương pháp điều trị thì chúng ta còn có những phương pháp nào khác nữa để hạn chế nguồn lây? Thì những phương pháp nào nữa nào? Cái thứ nhất là sau khi điều trị, sau khi phát hiện xong chúng ta phải điều trị bằng thuốc kháng lao. Thì hiện nay chương trình chống lao chúng ta có bao nhiêu phác đồ để điều trị để lao? Em nào cho cô biết ạ? Hiện nay chương trình chúng ta có bao nhiêu phác đồ điều trị lao ạ? Thì Hùng dạy rồi phải không? Mình học bài điều trị chưa? Thế như lớp mình sáng đi học bài điều trị rồi mà phải không? Bạn nào hả? Bạn nào cho cô biết là hiện nay chương trình chúng ta có bao nhiêu phác đồ điều trị lao? Cô gọi tên thế. Có bạn đưa ra 4 6 phác đồ phải không? Đó là 6 phác đồ phải không? Phác đồ A thì có 2 phác đồ A1 A2, phác đồ B có 2 phác đồ B1 B2 và có 2 phác đồ lao kháng thuốc nằm hàng quá. Dài hàng phải không? Như vậy có 6 phác đồ, trong đó được 4 phác đồ chuẩn áp dụng cho cộng đồng, còn 2 trường 2 phác đồ lao kháng thuốc thì thường ở tuyến trên. Nó tuyến tỉnh trở lên mới sử dụng thả mới chỉ định được phác đồ lao kháng thuốc. Như vậy khi phát hiện lao bệnh lao, đặc biệt các trường hợp lao phổi áp bê dương thì tính qua phương pháp dùng hơi trực tiếp thì chúng ta phải chỉ định điều trị càng sớm càng tốt, tùy theo thể lao mà chúng ta chọn phác đồ điều trị cho phù hợp. Song song với điều trị chúng ta phải cách ly bệnh nhân ít nhất phải 2 tuần ban đầu. Vì khi này chúng ta nói rồi, về 2 tuần, trong 2 tuần đầu khi điều trị, từ khi bệnh nhân có triệu chứng ho khạc cho đến được khi điều trị được 2 tuần thì nguồn lây rất nhiều. Sau khi điều trị 2 tuần thì nguồn lây giảm rất nhiều. Vậy cách ly bằng phương pháp nào? Có phải bỏ cho bệnh nhân nằm trong phòng đóng cửa hoàn toàn không? Không. Cách ly bằng cách để cho bệnh nhân đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người xung quanh, kể cả người nhà, nhân cả nhân viên y tế và những người tiếp xung quanh, hoặc dùng khăn, hoặc khăn giấy, hoặc khăn che miệng khi ho, hoặc hắt hơi, hoặc nói to. Mục đích để cho vi khuẩn lao không bắn ra ngoài không khí. Nếu có điều kiện thì có bệnh nhân điều trị, những bệnh nhân là nguồn lây chính thì có phòng riêng, đặc biệt những bệnh nhân lao kháng thuốc thì có phòng riêng. Sau này cả em đi thực tập ở khoa lao thì ở khoa bệnh phổi trong đó có lao thì đa phần bệnh nhân là có phòng riêng, chỉ có một số phòng tập thể thôi. Đấy, đa phần là phòng riêng thì có phòng riêng, như vậy là nó cũng là một hạn chế để lấy cho những người xung quanh. Đặc biệt những bệnh nhân mà chưa chẩn đoán là lao hoặc những trường hợp khác thì hoặc là nhân viên y tế chúng ta thì nếu có phòng riêng thì mình hạn chế được nguồn lây cho những người xung quanh. Tuy nhiên sau khi điều trị 2 tuần nguồn lây nó giảm thôi chứ không phải hết hoàn toàn. Muốn biết nguồn lây nó có hết hoàn toàn thì phải xác định bằng nuôi cấy. Nếu nuôi cấy mà vi khuẩn lao nó âm tính thì khi đó chúng ta cho là nguồn lây nó hết, hoặc là xét nghiệm 3 mẫu đàm ở 3 ngày khác nhau âm tính thì khi đó nguồn lấy nó giảm rất nhiều. Đấy, có thể cho là hết nguồn lấy cho cộng đồng.
xử lý chất thải của bệnh nhân, xử lý chất thải của đội ngũ bệnh nhân. Đối với những trường hợp nguồn lây chính, đó là những trường hợp lao phổi áp bê dương, những tính mua cái chất thải của bệnh nhân nguy hiểm nhất đó là hạt đàm. Do đó mình muốn xử lý được chất thải của bệnh nhân thì chúng ta phải cho bệnh nhân khạc đúng chỗ, khạc nhổ đúng nơi quy định. Vậy khạc ở chỗ nào đúng nơi quy định, cho bệnh nhân khạc vào cá đứng, đứng đàm có nắp mắc đầy. Sau đó chúng ta thu gom lại và xử lý đàm bằng phương pháp là đốt. Đấy, bằng phương pháp là đốt là tốt nhất. Vì vi khuẩn lao chúng ta nó sẽ bị giết chết bởi nhiệt độ, phải không? Bài này cũng nguyên dạy rồi, các em học rồi phải không? Cái từ 3, xử lý chất thải bệnh nhân và đồ dùng bệnh nhân. Thì ở đây là đồ dùng bệnh nhân, người ta khuyên nên phơi dưới ánh nắng sáng mặt trời. Ví dụ áo quần, chăn màn, diều của bệnh nhân thì nên phơi dưới ánh sáng mặt trời. Vậy em nào cho cô biết tại sao mà các cái đồ dùng bệnh nhân chúng ta phơi dưới ánh sáng mặt trời? Và thời gian phơi tối thiểu bao lâu? Em học rồi. Đúng rồi, hoàn toàn đúng. Là bạn Nghĩa là phơi ít nhất 90 phút. Vì sao? Vì sao chúng ta phơi đến 90 phút? Phần tiền cũng cho biết là 90 phút. Vậy vì sao chúng ta tối thiểu là 90 phút phải không? Vẫn không thầm á. Bạn cho biết là vi khuẩn lao sẽ giết chết bởi ánh sáng mặt trời. Bạn nhà Thảo cũng cho biết là vi khuẩn lao sẽ bị giết chết bởi ánh sáng mặt trời sau 90 phút. Hoàn toàn đúng. Do đó mình cho các cái đồ dùng của bệnh nhân phải phơi dưới ánh sáng mặt trời ít nhất là 90 phút. Ngoài ra thì chúng ta phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh phòng bệnh hoặc là giường hàng ngày cho bệnh nhân. Vệ sinh môi trường thì môi trường ở thì phải thông thoáng, có ánh sáng mặt trời, cửa sổ cửa đi phải thông thoáng. Đấy, tuyệt đối không được bệnh nhân không được đóng cửa phòng lại. Nhiều người nghe nói bị mắc lao thì quan niệm xưa là bị lao là một bệnh gì đó quá ghê gớm, cho nên nhiều người khi bị mắc lao phải họ mặc cảm, thường đóng cửa phòng lại, không tiếp xúc với những người xung quanh. Thì cái nó không được, chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân là thường xuyên phải mở cửa để cho không khí lưu thông, đặc biệt là có hướng mặt trời để mở cửa ra để cho mặt trời nó chiếu vào, mục đích để giảm lượng vi khuẩn lao đã được thải ra trong không khí và lưu thông ra đến ngoài để cho mặt trời nó nhiệt chết vi khuẩn lao, phải không ạ? Cho nên chủ trọng ra cái phần vệ sinh môi trường thì chúng ta cũng lưu ý. Cái phương pháp thứ hai để phòng bệnh lao là đây là phòng lao cá thể, phòng lao nguy cơ nhiễm từ chuyển lao nhiễm chuyển thành lao bệnh. Thì chúng ta biết từ lao nhiễm chuyển thành lao bệnh nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhưng mà chung quy lại hai yếu tố chính. Cái thứ nhất là số lượng vi khuẩn lao, cái thứ hai là sức đề kháng của cơ thể. Số lượng vi khuẩn lao càng nhiều bao nhiêu kết hợp với sức đề kháng của cơ thể thì nguy cơ càng dễ mắc lao bấy nhiêu, nghĩa là càng dễ từ lao nhiễm chuyển thành lao bệnh bấy nhiêu. Vậy khi nào thì sẽ nhiễm một số lượng lớn vi khuẩn lao? Khi tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây, để nhiễm trực tiếp lâu dài với nguồn lây, thì khi đó sẽ nguy cơ nhiễm một số lượng lớn vi khuẩn lao. Như vậy các em đã nhiễm vi khuẩn lao chưa nào? Mặc dù các em đợt này vì do dịch cho nên các em chưa đi tập lâm sàng tại khoa bệnh phổi, trong đó có bệnh lao. Thì các em đã nhiễm lao chưa? Các em cho cô biết đã nhiễm lao chưa? Mình đã biết nhiễm lao chưa? Các em là y sinh viên y năm rồi, đã nhiễm lao chưa? Nhiễm chưa nào? Dạ rồi. Đi ngang qua khoa lao. Rồi, các em nói dạ rồi, đi ngang qua khoa lao. Nhiễm đi ngang qua khoa lao có dễ nhiễm không? Cái này cô nói rồi. Có em nói cho là vì nhờ vaccine BCG phải không?
đi ngang qua sang Lào rồi à, đi ngang qua sang Lào thì cô nói rồi, bệnh nhân tại khoa Lào nguồn lấy sau khi điều trị 2 tuần đã giảm rất rất nhiều rồi, thì đi ngang qua khoa Lào thì nguồn lấy cũng giảm giảm nhiều rồi đấy, càng ít nữa. Thì vì vậy cả em nhiễm ở đâu? Của em là nhiễm BCR. Vậy BCR cô sẽ nói sau, thì bây giờ còn hiệu lực hay không thì mình sẽ nói sau. Vậy chúng ta đã nhiễm ở đâu rồi ạ? Là sinh viên đi năm rồi thì nhiễm ở đâu? Cả em nhiễm ở đâu? Em nào cho cô biết thì cả em đã nhiễm lao, cô tin rằng là cả em đã nhiễm lao à, vaccine BCR cô sẽ nói sau, còn hay không thì cô sẽ nói sau. Nhiễm ở đâu nữa nè? À, nhiễm ở cộng đồng hoàn toàn đúng. Nhiễm ở đâu nữa nè? Em có thể nhiễm ở đâu nữa? À, ở bệnh viện hoàn toàn đúng. Ở bệnh viện các khoa khác không có bệnh nhân, chưa được phát hiện bệnh nhân, đặc biệt là khoa hô hấp hoàn toàn đúng. Thì có thể bệnh nhân đã bị lao nhưng mà mắc các bệnh khác chưa được phát hiện bệnh lao, hoặc là một bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ lao nhưng mà họ chưa đi khám, chưa được phát hiện, bây giờ bị ruột thừa viêm, cô bắt buộc phải mổ uống ruột thừa viêm, phải không? Hoặc là một bệnh lý gì đó, hoặc một sản phụ vô sinh sinh con, vân vân. Thì ở các khoa phòng khác cũng có thể gặp bệnh lao đấy. Và nhân đây cô cũng nói cho các em thông tin như là em biết luôn, nhân viên ở các khoa khác mắc lao nhiều hơn nhân viên tại khoa lao. Nhân viên khoa lao của được đấy, khoa lao bây giờ bệnh phổi thì tỷ lệ mắc lao rất rất thấp, mà ở các khoa khác, nhân viên của các khoa khác, nhân viên y tế của các khoa khác về nằm tại khoa lao cũng khá đông đấy. Trong đó có cả sinh viên cũng có, mặc dù sinh viên chưa đi thực tập tại khoa lao cũng có em gặp gì mắc lao. Tuy nhiên như vậy các em là đã nhiễm lao hết như vậy không? Nhưng mà nhiễm lao ở đây cái này có bạn nói là đã tiêm chủng BCG thì cái này cô nói sau. Nhất vị, cái thứ hai là các em đã nhiễm lao ở cộng đồng mà đặc biệt đã nhiễm lao ở tại các khoa phòng khác, có thể đã nhiễm lao ở tại khoa phòng khác. Nhưng mà tại vì sao mà các em chưa bị mắc lao? Chứ không phải không ấy. Ở đây cô nhận mình là chưa bị mắc lao, không phải là không bị mắc lao. Đấy. Thì nói không bị mắc lao thì quá. Đấy. Cho nên chúng ta nói chưa bị mắc lao rồi. Thì tại sao chúng ta bây giờ chưa bị mắc lao nè? Và em nào cho cô biết không? Cả em đã nhiễm lao, thì hoàn toàn đã nhiễm lao rồi nhưng mà cả em chưa mắc lao. Đấy, đến thời điểm giờ chưa mắc lao. Nhờ cái chi nè? Chúng ta nhờ cái chi mà giờ chưa, chúng ta chưa bị mắc lao nè? À, giờ thì miễn dịch hoàn toàn đúng. Đấy, nhờ sức đề kháng của cơ thể chúng ta hoàn toàn đúng. Vì các em là sức trẻ, khỏe, chưa có bệnh nền, cho nên sức đề kháng của các em tốt, cho nên các em chưa bị mắc lao. Nhưng mà nếu các em để một cái yếu tố chi đó làm giảm sức đề kháng thì nguy cơ rất dễ bị mắc lao. Do đó chúng ta lưu ý. Như vậy để phòng từ lao nhiễm chuyển thành lao, nó bằng hay còn gọi phòng lao cho cả thể chúng ta thì có 3 phương pháp. Cái thứ nhất là chủng BCR, cái thứ hai điều trị dự phòng, thứ ba tăng sức đề kháng của cơ thể. Cô chỉ nhấn mạnh nhất về tiêm chủng BCR. Đấy. Vì hiện nay các em có nghe thông tin BCD có khả năng phòng được COVID không? COVID-19 không? À, có nghe phải không? Và hiện nay Bộ Y tế đang giao cho Bệnh viện Phổi Trung ương là cơ quan đầu ngành của chương trình chống lao chúng ta đang thử nghiệm. Đấy, chuẩn bị thử nghiệm chưa thử nghiệm. Chuẩn bị thử nghiệm cho nhân viên y tế ở tuyến đầu xem nó có vai trò gì trong phòng chống bệnh COVID hay không. Nhưng mà đối với bệnh lao thì BCR hiện nay BCR là vaccine có hiệu quả nhất để phòng bệnh lao. Vậy vaccine BCR là gì? Đây là một loại vaccine sinh sống có nguồn gốc từ một chủng lao bò có khả năng gây bay đoạn sau 231 lần chuyển môi trường nuôi cấy
hai nhà bác học người Pháp đó Trần Mạt và Jin đã nguyên công bố thành công của mình, nghĩa là tìm ra được vaccine để phòng bệnh lao và đặt tên là Basindercanmet Ezerin, viết tắt là BCR. Như vậy bản chất của BCR là một loại vaccine sinh sống từ một chủng vi khuẩn lao có khả năng gây bệnh, được làm giảm độc lực có 231 lần chuyển môi trường nuôi với cây, do nó có nguồn gốc từ một chủng lao có khả năng gây bệnh và là loại vaccine sống. Cho nên sau khi công bố của hai nhà bác học người Pháp này thì các nhà bác học của các nước trên thế giới đang bàn luận, đang tranh cãi xem hiệu quả của nó có được phòng được lao hay không, và còn nghi ngờ khả năng có thể gây bệnh lao cho người. Do đó người ta đang bàn luận, mặc dù đã tìm ra vào năm 1921 nhưng mãi đến 1930 BCG mới được đưa vào sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Được đưa vào sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Và trong đó có Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta thì trước đây, trước năm 1886 thì được chương trình chống lao tiêm chủng cho trẻ khi mới sinh ra. Nhưng mà tỷ lệ dương tính, tỷ lệ tiêm chủng không được cao. Do đó vào từ năm 1986 cho nên nhà nước chúng ta đưa BCG cho vào chuyển vào chương trình tiêm chủng mở rộng để cùng tiêm chủng với các loại vaccine khác để phòng bệnh cho trẻ em. Và BCG là mũi tiêm đầu tiên cho trẻ sơ sinh và dưới 1 tháng tuổi. Đấy, và có thể mở rộng hơn là dưới 4 tuổi. Miễn dịch cho BCG tạo ra nó như thế nào? Nó phòng được bằng lao. Đó là miễn dịch của trung nhan tế bào và mà miễn dịch đông tồn. Vì sao gọi là miễn dịch đông tồn? Vì miễn dịch này khi có mặt của vi khuẩn lao thì khi đó cơ thể mới sản xuất ra kháng thể. Còn khi không còn vi khuẩn lao, ở đây là BCG, khi còn có mặt của BCG thì vi cơ thể mới sản xuất ra được kháng thể để phòng bệnh lao. Còn khi BCG đã giảm và biến mất thì cơ thể đó dần miễn dịch đó dần biến giảm và biến mất. Cái thứ hai, miễn dịch do BCG tạo ra chỉ bảo vệ được 80% trẻ đã được chủng BCG. Và thời gian kéo dài tuổi đa 10 đến 15 năm. Do vậy khi nãy các em nói là các em đã nhiễm lao nhờ chủng BCG, thì đa số các em đã chủng BCG, phải không? Thì làm sao biết được mình các em đã chủng BCG nè? Thì các em làm sao biết các em đã chủng BCG? Thì tỷ lệ các tuổi các em được các em hoàn toàn đúng. Các bạn cho biết là có sẹo BCG, đó là một sẹo lõm ở cánh tay. Tay trái hoàn toàn còn đúng, đang sẹo lõm đường kính khoảng 5-6 mm ở cánh tay trái. Như vậy là chứng tỏ các nếu em nào có cái sẹo ở đó kiểm tra, nếu có sẹo chứng tỏ các em đã chủng BCG. Nhưng mà các em đã chủng BCG bây giờ nó không còn miễn dịch nữa. Đấy, vì nó kéo dài tuổi đa 10 đến 15 năm thôi. Mà lứa tuổi các em hiện nay là đến 20 rồi, cho nên là hiện nay miễn dịch cho BCG của các em là không được, không còn nữa. Nhưng các em vẫn còn miễn dịch táo, cơ thể vẫn tạo ra. Mà miễn dịch tạo ra do nhờ vi khuẩn lao, thì không phải nhờ BCG. Vì sao cô nói miễn dịch do vi khuẩn lao tạo ra mà không phải là do miễn dịch BCG? Em nào biết không? Hiện nay các em vẫn có thể có miễn dịch, cơ thể vẫn sản xuất ra miễn dịch. Nhưng miễn dịch đây nhờ vi khuẩn lao, cụ thể là nhờ vi khuẩn lao người luôn. Chính phải là vi khuẩn là BCG, là vi khuẩn lao mà bò. Nhờ đâu nè? Nhờ đâu mà cơ thể chúng ta hiện nay các em vẫn còn có khả năng sản xuất ra kháng thể để bảo vệ bệnh lao nè? Đúng, hoàn toàn đúng. Bạn cho biết là do đã nhiễm trong quá trình các em sinh hoạt hàng ngày trong cộng đồng hoặc là đi thực tập các khoa học mà các em đã nhiễm một số lượng vi khuẩn lao. Đấy, khi nhiễm với số có nhiễm vi khuẩn lao thì
thì các em sẽ có cơ thể chúng ta sẽ sản xuất các kháng thể và sẽ bảo vệ cho chúng ta. Mà chúng ta nhiễm một số lượng ít và sức đề kháng của cơ thể chúng ta tốt, cho nên chúng ta chưa mắc bệnh nào. Đấy, khi nào mà có dịp thuận lợi, nghĩa là khi nào chúng ta có tiếp xúc với một số lượng vi khuẩn nào, nhiễm một số lượng lớn vi khuẩn nào và hoặc sức đề kháng của cơ thể chúng ta giảm, thì khi đó nó sẽ chuyển thành bệnh nào, chuyển thành lão và bệnh. Đặc biệt BCD nó bảo vệ tốt hai thể lao cấp tính, đó là lao kê và lao máng bằng nạp. Đây là hai thể lao nặng nhất đối với trẻ em, và đặc biệt là lao bằng nạp nó thường để lại nhiều nhĩ như chính nếu như phát hiện muộn. Như vậy nó bảo vệ được 80%, BCD thì bảo vệ được 80% trẻ, và còn 20% trẻ nếu sau khi dùng BCD mà vẫn tiếp xúc với nguồn lây, đặc biệt là nguồn lây thì trẻ vẫn có thể bị mắc lao, nhưng thường mắc các thể lao đau nhẹ mà thôi. Như vậy các em nghe được không? Có hiểu được không? Có chia cho các em phản hồi cho cô ấy. Nghe rõ ấy và hiểu được không? Có chia cho các em phản hồi ấy. À, rõ phải không? Rồi, được. Cô cảm ơn ấy. Chúng ta tiếp tục ấy. Thì hiện nay có rất nhiều loại vaccine, có thể là vaccine tươi, vaccine chết và vaccine nóng, nóng khô. Thì hiện nay chúng ta chủ yếu sử dụng vaccine nóng, nóng khô. Và nóng khô thường khi nào cũng có cái dung bối hóa tan. Và vaccine BCG luôn luôn bảo quản ở dây chuyền lạnh ở 48 độ C, ở gắn thân mặt của tủ lạnh, hay 4 độ C. Còn nếu đặc biệt là không được ánh sáng mặt trời chiếu vào, như khi nãy chúng ta nói rồi, vi khuẩn lao sẽ bị diệt chết bởi ánh sáng mặt trời trong thời gian tối thiểu là 90 phút. Cho đó chúng ta tuyệt đối không để được diệt ánh sáng mặt trời. Và nó cũng có thể diệt chết bởi nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao thì thời gian diệt chết vi khuẩn lao càng ngắn. Cho đó luôn luôn, BCD luôn luôn bảo quản ở dây chuyền lạnh. Về chỉ định của BCG thì tùy theo tình hình dịch tễ từng địa phương mà từng quốc gia chúng ta, người ta có chỉ định khác nhau. Đối với Việt Nam chúng ta thì hiện nay BCG chỉ định cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi. Vì rằng có thêm trẻ dưới 1 tuổi nữa. Vì ở trẻ 1 tuổi khi trẻ sơ sinh có một số trường hợp người ta khuyên tạm hoãn hoặc tiêm sau khi điều trị các bệnh lý đó. Ổn định thì chúng ta tiêm càng sớm càng tốt trong vòng 12 tháng đầu của trẻ. Vậy những trường hợp nào như ta khuyên tạm hoãn tiêm? Đó là những trường hợp trẻ đẻ, trẻ non, trẻ thiếu, con trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ bị các cái nhiễm trùng cấp tính, nhiễm trùng da, vân vân. Những trường hợp đó nên tạm hoãn tiêm BCG. Vì sao? Vì chúng ta biết rồi, BCG là loại vaccine sinh sống có nguồn gốc từ loài vi khuẩn lao bò có khả năng đấy gây bệnh. Khi vô gặp điều kiện thuận lợi nó có thể phát triển và gây bệnh lao do BCG, cho nên người ta có khuyên tạm hoãn tiêm. Sau khi điều trị các bệnh đấy đó ổn định thì chúng ta tiêm cho trẻ càng sớm càng tốt trong vòng 12 tháng đầu của cuộc đời của trẻ. Một số trường hợp người ta khuyên không nên tiêm, cũng như trường hợp đầu người ta khuyên ta so sánh giữa cái lợi cái hại của BCG. Cái lợi là không được bắn lao, cái hại nó có thể gây bệnh lao do BCG, người ta khuyên không nên tiêm. Như vậy những trường hợp nào, ví dụ các trường hợp bệnh nhân đang bị các bệnh ác tính, bệnh mãn tính nặng, bệnh suy giảm miễn dịch hoặc bệnh gô gamma globulin vân vân, thì những trường hợp đó người ta khuyên không nên tiêm. Như vậy đối với chỉ chống chỉ định của BCG là chỉ có chống chỉ định tương đối thôi, chứ không có chống chỉ định tuyệt đối. Người ta khuyên tạm hoãn tiêm hoặc là không nên tiêm trong một số trường hợp. Về kỹ thuật thì có rất nhiều phương pháp đưa BCG vào cơ thể, nhưng mà hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là tiêm trong nha. Như vậy muốn tiêm đúng trong nha thì thằng này điều dưỡng thường điều dưỡng lắm, còn các em thì biết thôi ấy. Tiêm trong da, nếu tiêm đúng kỹ thuật thì tại chỗ tiêm tạo được một lỗ sẩn màu tái nhợt, đường kính khoảng 5-6 mm. Và thông thường sau khi tiêm thì lỗ tiêm đó sẽ biến mất. Sau khi tiêm, đây là tiêm trong da, đúng kỹ thuật.
thì tạo thành một nốt sẩn bao tái tại giật đường kính 5-6 mm. Thì sau khi tiêm thì nốt tiêm đi sẽ biến mất sau 3 đến 6 tuần. Tại chỗ tiêm xuất hiện một nốt sưng lên, nốt này sau đó nó do chảy dịch sau 6 tuần, thì cái dịch nó khô và đóng vảy, sau đó cái vảy bong ra và để lại một sẹo lõm. Sẹo này đều tồn tại suốt đời. Về biến chứng thì nói chung chủng BCG của chúng ta đúng kỹ thuật thì rất ít biến chứng, chỉ có một số trường hợp nó có thể biến chứng nó thôi. Biến chứng nào hay gặp nhất là biến chứng nhiễm trùng và lở loét vết tiêm. Trường hợp này có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là có thể do bồi nhiễm vi khuẩn thống, thông thường do khâu vi khuẩn thống làm vào. Cái thứ hai do lượng BCG chúng ta đưa vào nhiều. Vì sao gọi là lượng BCG đưa vào nhiều? Hiện nay chương trình chúng ta có một cái kim đỉnh liều luôn để tiêm BCG luôn. Thì dung dịch BCG sau khi được pha ra thì chỉ định tiêm là với liều lượng là 0,1 ml dung dịch BCG đã được tiêm. Đấy. Nhưng mà vì sao mà gọi là nó đưa lượng BCG vào nhiều? Thì khi người ta được sản xuất ra, ta đỉnh liều rồi, một cái chai BCG bao nhiêu liều đó tùy theo nơi sản xuất. Và hiện nay chúng ta cũng có cái kim đỉnh liều rồi, nhưng chỉ tiêm được 0,1 ml thôi, không tiêm được nhiều hơn. Như vậy mà vì sao mà đưa lượng lớn vi khuẩn lao vào, đưa lượng lớn BCG vào trong cơ thể? Trường hợp nào sẽ đưa lượng lớn BCG vào trong cơ thể? Thì chúng ta biết rồi, BCG mình hiện nay sử dụng là BCG đóng khô và có dung môi hòa tan. Nếu khi chúng ta hòa cái dung môi hòa tan vào trong BCG mà chúng ta không tồn đều BCG trong dung môi hòa tan thì sẽ khi tiêm thì khi chúng ta rút ra 0,1 ml thì có thể là 0,1 ml này số lượng BCG ít, 0,1 ml khác thì lượng BCG sẽ nhiều hơn. Do đó trước khi tiêm khi nào chúng ta cũng phải tồn đều BCG trong dung môi hòa tan. Như vậy nếu chúng ta đưa lượng BCG vào nhiều thì tạo một lở loét tại chỗ để tiêm. Đấy, trường hợp thứ hai là cái biến chứng thứ hai cũng có thể gặp nhưng tỷ lệ ít hơn, đó là tiêm hạt phản ứng hạt do BCG thường xuất hiện ở là hạt nắp bên trái. Cái hạt này nó to dần sau khi tiêm khoảng một vài tháng, xuất hiện hạt cái to dần một thời gian, sau đó nhỏ dần và biến mất. Tuy nhiên có một số trường hợp nó không biến mất và vẫn to dần lên và nguy cơ nhuyễn hóa vào đầu hoặc là nhuyễn hóa vào đầu do ra ngoài. Thì trường hợp này người ta cũng nghĩ do lượng BCD đưa vào lớn, một lượng lớn cho nên là phản ứng tái hạt cùng bên tiêm chủng BCD. Trong trường hợp này thì xử lý như thế nào? Thì trong trường hợp này thì chúng ta khi lở loét hoặc trong trường hợp hạt đã do mũ ra ngoài thì người ta khuyên có thể tẩm cạc với dung dịch isoniazid đắp tại chỗ. Nếu chúng ta xử trí như vậy mà cái vỡ biệt lở loét này vẫn còn kéo dài, vì cái lở loét này mà kéo dài thì để làm sẹo xấu cho trẻ, khó liền và sẹo nhắm nhụm. Về hạt này nữa, khi có nguy cơ nhuyễn hóa vào đầu hoặc là do ra mà chúng ta xử lý không được bằng đắp gặp có phẩm dung dịch isoniazid thì chúng ta có thể dùng isoniazid điều trị bằng isoniazid với liều 5 mg trên kg cân nặng trong ngày trong vòng khoảng 3 tháng. Mục đích ở đây để làm gì? Mục đích để giảm lượng BCG hiện có trong cơ thể để giảm cái phản ứng tái tại chỗ này. Đấy. Như vậy hiện nay trước đây cũng có một số anh chị Y43 có con đi chụp BCG, sau đó xuất hiện cái hạt này, đưa đi khám bác sĩ Viên Nhi, thì bác sĩ đó cho điều trị lao. Như vậy là có đúng hay sai? Em thấy cho điều trị lao luôn, và cụ thể ở đây cho điều trị bằng hai loại thuốc NRH, thì các em thấy sai hay đúng? Có một trường hợp cháu khoảng 4 tháng đã được đặt sau cái chủng BCG 4 tháng xuất hiện hạt nắp bên trái và được đến khám tư ở bác sĩ Nhi, và bác sĩ Nhi cho điều trị bằng NRH. Thì các em thấy đúng hay sai?
À, chưa đúng, chưa đúng là sai phải không? Thì hoàn toàn đúng. Trong trường hợp là chúng ta không nên điều trị NSH. Nếu chúng ta điều trị giờ hai cái, nếu mà bị lão thật thì điều trị NSH chưa đúng pháp học đồ. Nếu mà do BCG thì chúng ta không cần thiết. Thì khi chúng ta điều trị ra nó như vậy, nguy cơ như thế nào? Chúng ta điều trị không đúng phác đồ, nguy cơ sẽ như thế nào? Rất nguy hiểm, à kháng, kháng thuốc hoàn toàn đúng. Nếu chúng ta điều trị không đúng thì nguy cơ đến kháng, kháng thuốc và nguy hiểm cho trẻ. Cho nên chúng ta không, trong trường hợp này chỉ cần điều trị isoniazid thôi, đơn thuần thôi để mục đích để giảm đường BCG thôi, chứ không cần điều trị lao. Điều trị lao khi được chẩn đoán xác định là lao, lao thật. Đấy, thì cái này chúng ta nói rồi, sau khi chủng BCG, trẻ vẫn có thể nếu tiếp xúc với nguồn lây, đặc biệt nguồn lây chính trẻ có thể bị mắc lao, thường mắc có thể lao nhẹ như lao sớ, cho nhiễm có thể lao, lao thật. Nhưng mà bị lao thưa không sợ, thường nếu viêm thật do chủng BCG thường xuất hiện sau khi chủng BCG vài tháng. Còn nếu mà xuất hiện 1, 2 năm sau chủng BCG thì chắc chắn trường hợp đó là lao, lao thật. Nếu mình chẩn đoán với giải phẫu bệnh nó tìm thấy năng lao thì chúng ta chẩn, cái đó là chẩn đoán lao, lao thật chứ không phải là thật phản do BCG nữa, chúng ta lưu ý đấy. Đây là trường hợp bắt đầu nguy cơ có nhiễm nhiễm trùng vết tiêm, chưa lở loét mới nhiễm trùng thôi đấy. Đây một số viêm thật cho BCG, đây chuyển trường hợp này là nó nhiễm hóa bá bắt đầu, hóa bắt đầu rồi. Để đánh giá hiệu quả chủng BCG thì như em nào biết không, để đánh giá hiệu quả BCG, chủng BCG thì hiện nay chúng ta dùng phương pháp nào nè để đánh giá hiệu quả BCG nè, em nào biết không? Cái biết không này, để đánh giá hiệu quả BCG kiểm tra sẹo IDE hoàn toàn đúng cả hai ấy, kiểm vừa đánh giá hiệu quả BCG, người ta làm phản ứng quy vạch colin, hay còn gọi là IDE, phản ứng IDE, hay là kiểm tra tắt xèo. Thì hai phương pháp này thì chúng ta thấy là phương pháp nào là cho biết cơ thể đã có miễn dịch đối bắn lao nè. IDE, IDE hoàn toàn đúng. Chúng ta sau khi chủng BCG khoảng vài tháng, nếu chúng ta làm IDE, nếu IDE dương tính nhẹ, chúng ta có cơ thể chúng ta đã có miễn dịch đối bắn lao. Còn kiểm tra sẹo thì biết cơ thể đó trẻ đã được chủng BCG, còn chưa biết trẻ có miễn dịch đối bắn lao hay không. Như vậy tốt nhất để biết hiệu quả của BCG hay không và có hiệu quả chưa thì phải làm IDE. Các em nên nhớ đi. Đây là một sẹo của BCG. Thứ hai, điều trị dự phòng. Thì hiện nay chỉ định điều trị dự phòng cho những trường hợp nào, chương trình chống lao chúng ta chỉ định điều trị dự phòng cho những trường hợp trẻ bị cho những trường hợp bệnh nhân nhiễm HIV nhưng mà loại trừ mắc lao tiến triển, đặc biệt là chưa chuyển qua giai đoạn còn AIDS, hoặc là trẻ dưới 5 tuổi chưa được chủng BCG có tiếp xúc với nguồn lây, đặc biệt là nguồn lây chính, thì đối tượng này được điều trị dự phòng. Thì phác đồ điều trị dự phòng là những thuốc nào? Hiện nay điều trị dự phòng chủ yếu sử dụng isoniazid với liều 5mg trên kg cân nặng trong ngày, tối đa 300mg trong ngày, thời gian 9 tháng. Và có thể sử dụng thêm B6 với liều 25mg trên kg trong ngày để dự phòng tế tiêm dây thần kinh ngoài biên của isoniazid. Cái cuối cùng là trong chỗ điều trị dự phòng, xin lỗi, trong chỗ dự phòng lao cá thể, dự phòng từ nhiễm lao chuyển thành lao và bằng là tăng sức đề kháng cho cơ thể bằng nhiều biện pháp đấy. Cái thứ nhất là không sử dụng các yếu tố đóng độc hại, trong đó thuốc lá, rượu, rượu bia. Người ta nói là bệnh lao nó tăng song hành với số lượng thuốc lá đá hút, đúng không? Để điều trị tốt các bệnh lý nhiễm trùng nếu có lối sống lấn lành mạnh, chế độ dinh dưỡng phù hợp. Thì tất cả những cái này là sẽ giúp cho đề kháng của cơ thể tốt để dự phòng bệnh lao.
còn cả cái phòng lây nhiễm lao tại cơ sở y tế thì chủ yếu là cái quan trọng nhất là phải dùng khẩu trang, đặc biệt nhân viên y tế phải dùng khẩu trang N95 hoặc tương đương trở lên. Thì hiện nay cái này thì hiện nay là ở của chúng ta chưa có điều kiện để sử dụng loại khẩu trang này, mà chủ yếu sử dụng loại khẩu trang thông thường thôi. Đối với bệnh nhân thì thường xuyên đeo khẩu trang, xét nghiệm đang ở nơi quy định và đồng thời có một số biện pháp khác. Thì cái này các em về đọc thêm tài liệu ấy. Trong đó chú ý nhất là thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Đây là một sơ đồ phòng khám bệnh chuyên khoa Lao. Thì chúng ta thấy rằng là phòng khám bệnh chuyên khoa Lao khi nào cũng phải có thông gió, giữa cửa sổ và cửa ra vào phải thông nhau để cho thông không khí lưu thông. Cái thứ hai, nếu sử dụng quạt thì chúng ta sử dụng để quạt hướng từ nhân viên y tế về bệnh nhân, không được hướng từ bệnh nhân về nhân viên y tế. Tại sao nè? Tại sao chúng ta không được để quạt từ hướng bệnh nhân về chúng ta? Đấy, các em biết không? Nên để quạt bên này thì vô tình là đẩy vi khuẩn lao về cho nhân viên y tế, cho nên chúng ta hạn chế không được để quạt từ hướng bệnh nhân đi về chúng ta, phải không? Và đặc biệt lưu ý trên cái bàn làm việc, đấy, bàn khám giữa nhân viên y tế và bệnh nhân. À đúng, cả bàn là để tránh các hạt nước bọt nó bay ra và nó thổi từ nhân bệnh nhân qua nhân viên y tế chúng ta, hoàn toàn đúng. Và giữa cái bàn này còn có một cái gì nữa? Vì cả em chưa đi thực tập lâm sàng, nhưng mà cả em có em nào biết không? Giữa cái bàn khám có vắt kín, chứ không phải miếng kín, có vắt kín đấy, giữa bàn, giữa ngăn cách giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, cũng dự phòng cho khi bệnh nhân lỡ ho hắt hơi mà bắn cả hạt nước bọt vô kín ra, đúng không? Như vậy giữa cái bàn này có một vắt kín ở giữa nữa. Dự phòng lao tại hộ gia đình thì cả em kia đọc thêm tài liệu ấy. Thế tóm lại thì chúng ta thấy có rất nhiều phương pháp dự phòng lao, nhưng mà có hai phương pháp dự phòng lao có hiệu quả nhất cô đã xin nhấn mạnh cho các em, đó là chủng vaccine BCG cho trẻ, đặc biệt trẻ. Thứ hai, phát hiện sớm và điều trị sớm nguồn lây, đặc biệt là các trường hợp nguồn lây. Đây là hai phương pháp phòng lao có hiệu quả nhất. Còn các phương pháp khác sẽ hỗ trợ cho dự phòng phòng lao. Chúng ta học tiếp luôn đấy. Phần chương trình chống lao cũng ok. Cô nói hơi nhanh. Vì sao bài này trước đấy là 3 tiết, chẳng có nói rồi. Hai bài này 3 tiết, bài dự phòng bệnh lao 2 tiết và bài chương trình chống lao là 1 tiết, là 3 tiết. Bây giờ chương trình mới này chỉ dồn lại 1 tiết thôi, nên cô nói hơi nhanh và chỉ tập trung những cái phần trọng tâm thôi, còn những phần khác thì nhờ các em về đọc thêm tài liệu. Về chương trình chống lao quốc gia thì yêu cầu các em nắm cái gì? Thứ nhất, nắm được tình hình dịch tễ bệnh lao, trong đó chú ý thêm các cái chỉ số dịch tễ bệnh lao ở Việt Nam chúng ta. Thứ hai, nắm được mục tiêu của chương trình chống lao quốc gia. Thứ ba, nắm được chức năng nhiệm vụ của các tuyến. Vì hiện nay trong hoạt động của chương trình chống lao quốc gia chúng ta có 4 tuyến tham gia, tuyến trung ương, tuyến tỉnh, thành phố, tuyến huyện và tuyến xã, phường. Trước đây, trước những năm 2000 thì trên các phương tiện thông tin đại chúng người ta thường nói nhiều là bệnh lao sẽ được thanh toán vào năm 2000. Nhưng vào những năm 2000 và đặc biệt đến bây giờ, bệnh lao chưa được thanh toán mà còn có xu hướng gia tăng trên toàn cầu nói chung và cũng như ở Việt Nam chúng ta nói riêng, đặc biệt ở các nước phát triển. Trước đây người ta không có nhiều nước là không có bệnh lao, người ta tưởng là bệnh lao đã được thanh toán. Tuy nhiên bây giờ nó quay trở lại và có xu hướng gia tăng.
lý do nào mà xu hướng gia tăng bệnh lao? Cái thứ nhất là nạn dịch HIV. Vì chúng ta biết rằng khi bệnh nhân bị nhiễm HIV và chuyển qua nhà trường nhiễm trùng cơ hội, thì một trong những cái nhiễm trùng cơ hội đầu tiên gặp ở bệnh nhân nhiễm HIV đó là bệnh lao của chúng ta. Là hai người bạn đồng hành với nhau đây, lao và HIV. Cái thứ hai, nhân số tăng đấy, kéo theo là bệnh lao giá tăng. Cái thứ ba, sự di dân về di dân ở những nơi có vùng dịch tễ bệnh lao cao đến những nơi mà có vùng dịch tễ bệnh lao thấp, cho nên kéo bệnh lao đến những nơi bệnh lao có dịch tễ bệnh lao thấp, làm cho tỷ lệ bệnh lao ở đó cao lên. Có một số nước, đặc biệt các nước phát triển, họ nghĩ là coi bệnh lao họ đã thấm toàn, cho nên họ không quan tâm đến bệnh lao nữa. Và đặc biệt là hiện nay tình hình vi khuẩn lao kháng thuốc, nên vi khuẩn lao kháng thuốc làm cho bệnh lao nó giá tăng cũng trên toàn cầu. Ở trên thế giới, tình hình bệnh lao trên thế giới vào năm, theo ghi nhận của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2019, thì bệnh lao là một bệnh nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở cả trong những bệnh nhiễm trùng, và hàng năm có khoảng 10 triệu bệnh nhân lao mới, đây là bệnh nhân lao mới thôi, và 1,5 triệu bệnh nhân tử vong do lao. Việt Nam chúng ta theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2019 thì Việt Nam chúng ta ước tính có khoảng là 174.000 người mắc lao mới. Trong đó chương trình chúng ta mới phát hiện được 100.000 bệnh nhân. Y tế tư nhân phát hiện được khoảng 20.000 bệnh nhân nhưng mà không báo cáo. Còn lại khoảng 50.000 bệnh nhân chưa được phát hiện ngoài cộng đồng, chưa được phát hiện. Nghĩa là những bệnh nhân ấy thường phát hiện muộn, chưa được phát hiện giai đoạn sớm thôi. Còn khi giai đoạn đã có triệu chứng rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ phát hiện được. Thì khi đó bệnh nhân thường đến khám và chúng ta sẽ phát hiện được. Như vậy còn khoảng 50.000 bệnh nhân chưa được phát hiện ở ngoài cộng đồng. Như vậy nếu như bệnh nhân này có triệu chứng ho khạc đàm thì là nguồn lây rất nguy hiểm cho cộng đồng. Và ước tính thì có khoảng 11.000 bệnh nhân tử vong do lao, cộng thêm với 2.000 bệnh nhân đồng nhiễm lao và HIV tử vong. Và hiện nay chương trình chúng ta điều trị khỏi được hơn 90% bệnh nhân lao mới. Và từ 75% đến 80% đối với các trường hợp lao kháng thuốc thì phát đồ điều trị. Như vậy tình hình bệnh lao của chúng ta hiện nay thì đang còn không cao, đứng thứ 16 trên 30 nước có đồ lưu hành lao cao nhất thế giới. Trước đây là chỉ có đứng thứ 12 trong 20 nước có đồ lưu hành lao cao nhất thế giới, bởi vì là nắng tăng lên là 30 nước luôn đấy, có đồ lưu hành lao cao nhất thế giới. Và đứng thứ 13 trong 30 nước có tỷ lệ lao đa kháng thuốc cao, đặc biệt là đã xuất hiện lao siêu kháng thuốc. Thì có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến dịch tễ bệnh lao đấy, có yếu tố sinh học, có yếu tố xã hội, trong đó có yếu tố chúng ta có thể là can thiệp được, như thể lao chúng ta phát hiện được, chúng ta điều trị tốt, các yếu tố làm cho sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm, chúng ta can thiệp được. Còn ví dụ tuổi giới thì chúng ta không bao giờ can thiệp được, phải không? Chúng ta thấy nam thì lên nam mắc bệnh nhiều hơn, còn nữ đa phần là ở tuổi lao động mắc nhiều hơn, phải không? Mức sống chúng ta can thiệp được không? Được. Tiền căn chúng ta can thiệp được không? Được. Thiên tai thì chắc là chịu rồi, chúng ta khó rồi, phải không? Thì cả yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng đến dịch tễ bệnh lao. Rồi các nước chậm và đang phát triển thì do mức sống thấp đấy, khả năng điều trị nó không tốt, hoặc là làm cho sức đề kháng của cơ thể giảm, hoặc là các nước thường xuyên xảy ra chiến tranh thì tỷ lệ mắc lao nó sẽ cao hơn các nước phát triển, các nước ít có không có chiến tranh và nước không ít xảy ra chiến tranh. Về các chỉ số dịch tễ thì phần này các em về đọc tài liệu giúp cô ấy, trong tài liệu có đầy đủ hết rồi. Về đường lối của chương trình chống lao quốc gia chúng ta hiện nay, chương trình chống lao chúng ta có những thách thức nào
Thứ nhất chúng ta vừa nói là tình hình dịch tễ bệnh lao chúng ta hiện nay đang còn cao, đứng thứ 16 trên 30 nước có tỷ lệ lao cao nhất thế giới. Tình hình lao kháng thuốc cũng cao, đang còn cao, đặc biệt là xuất hiện siêu kháng thuốc. Tình hình nhiễm HIV hiện nay chúng ta cũng còn cao, đặc biệt là nguồn lực cả tài chính và nhân lực chúng ta cũng thiếu. Thì trước đây nguồn lực của chương trình chống lao chúng ta trước đây hoạt động đa phần nhờ tài nhờ viện trợ, mà trong đó nguồn viện trợ nhiều nhất đó là của Vương quốc Hà Lan và một số tổ chức phi chính phủ. Nguồn lực này bắt đầu tài chính nguồn tài viện trợ này bây giờ giảm dần, và Bộ Y tế đang có định hướng sau này nếu mà không đủ khả năng hoạt động thì các cái nguồn tài trợ mà không đủ hoạt động thì về bảo hiểm y tế sẽ chi trả phần điều trị cho bệnh nhân lao. Thì hiện nay là bảo hiểm y tế chưa chi trả về cho bệnh nhân lao, mà bệnh nhân lao hiện nay hoàn toàn miễn phí do chương trình chống lao của ta đang nhận được sự hỗ trợ của các nước trên thế giới, cho nên hiện nay tất cả các cái điều trị của bệnh nhân lao đa phần là miễn phí. Về nhân lực thì nhân lực về chống lao thì hiện nay cũng đang còn thiếu, giống như bộ môn chúng ta thì trước hiện tại thì tạm ổn, cho nên trước đây vì thiếu cho nên cô phải đi phải hợp đồng lại, nhưng mà hiện nay tạm ổn rồi, chắc là đợt này thì xong hết năm nay thì chắc cô cũng xin nghỉ hợp đồng luôn, vì hiện nay bộ môn cũng tạm ổn rồi. Cái thứ nhất tạm ổn về nhân lực, cái thứ hai là vừa rồi là sát nhập vô bộ môn truyền nhiễm nữa, thành ra cả hai bộ môn có thể có chi thì hỗ trợ cho nhau cũng được rồi, nên là cũng khá. Còn trước đây thì nhân lực bộ môn lao trước đây, trước khi cô chưa nghỉ và sau khi cô mới nghỉ á, thì nhân lực bộ môn lao là thuộc là đứng hàng thứ nhất của trường mình, thứ nhất dưới lên. Trong vòng mười mấy năm cô năm nào cô cũng xin hết, nhưng nhà trường xin bao nhiêu nhà trường cho hết, xin hai nhà trường cho hai, xin ba nhà trường cho ba, nhưng mà không có em nào về hết. Thầy thân là nói với cô, động viên cô thôi, năm nhiều nhất cái năm cái số lượng đông nhất là 1,270 đó, thì khả năng là có mấy em về. Thì năm đó là có nhiều em, có mấy em có nộp đơn về bộ môn lao, nhưng mà mẹ cuối cùng chỉ được cô Văn về thôi, còn không có ai về hết. Có nhiều em nộp đơn rồi, có quyết định đi làm nhưng mà không tự nhận quyết định. May là năm cô Văn về và năm sau có thêm cô Thảo về nữa, thì hiện tại nhân lực của bộ môn lao cũng tạm ổn. Việc trước đây các em thấy nghe nói bộ môn lao thiếu thì hỏi thăm nhờ nhiều em cũng nói thôi để em về bộ môn lao, không có em nào về hết. Đó là một trong những thách thức của chương trình chống lao quốc gia chúng ta hiện nay. Vậy mục tiêu của chương trình chống lao quốc gia chúng ta hiện nay là như thế nào? Mục tiêu cho đến năm 2020 thì làm sao mà giảm cho được số bệnh nhân mắc lao xuống dưới 131 người trên 100,000 bệnh nhân, và giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 10 người trên 100,000 bệnh nhân. Thì hiện nay tất cả báo cáo của chương trình chống lao quốc gia chúng ta đa phần là báo cáo trên 100,000 bệnh nhân. Thứ ba là giảm số bệnh nhân mắc lao đá kháng sử thuốc xuống dưới 5% trong tổng số bệnh nhân lao mới. Đó là mục tiêu đến năm 2020 là năm này. Còn tầm nhìn cho đến năm 2030 thì như thế nào? Thứ nhất là giảm số người mắc lao xuống dưới 20 người trên 100,000 bệnh nhân. Thứ hai tiếp tục giảm số người chết do bệnh lao. Thế vậy, và chương trình chúng ta đang có hy vọng vừa rồi 24/3 vừa rồi thì giám đốc chương trình chống lao quốc gia đang có cái phát biểu rằng là đến năm 2030 hy vọng là không còn bệnh nhân lao ở nước ta. Nhưng mà theo theo cô thì hơi khó. Hiện nay 2020 cho trong vòng 10 năm tỷ lệ bệnh lao chúng ta cũng đã còn cao, mà đến còn 10 năm nữa để được không còn bệnh lao ở nước ta thì cũng khó. Đó là mục tiêu đưa ra thôi, nhưng mà để thực hiện được thanh toán được bệnh lao thì khó. Không chỉ ngành lao thực hiện được mà toàn xã hội
đều có sức khi đó mới mong rằng là giảm số lượng bệnh nhân nào và dần dần chúng ta tiến đến thanh toán bệnh lại trong tương lai. À, mình gọi trong tương lai thôi, chứ còn nói đến theo chương trình chống lão gia đưa ra là hy vọng đến năm 2030 thì theo cô là khó. Đây, mục tiêu của chương trình chính là mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới như thế nào? Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra mục tiêu là phát hiện ít nhất 70% bệnh nhân lao phổi áp bê dương tính, lao phổi mới áp bê dương tính và phải điều trị khỏi được ít nhất 85% trường hợp bệnh nhân đã đăng ký điều trị mới. Để thực hiện được mục tiêu này, hai mục tiêu này, Tổ chức Y tế đề ra chiến lược được đốt. Thì phần điều trị cả em học rồi phải không ạ? Chiến lược đốt nghĩa là điều trị bằng hóa trị liệu ngắn ngày có kiểm soát trứng trực tiếp. Phần này thầy Hùng đã nói cho các em rồi. Như vậy muốn thực hiện được, muốn đạt được mục tiêu đề ra thì chương trình chúng ta phải có những giải pháp. Thì giải pháp như thế nào? Cái thứ nhất là giải pháp đối, phải đổi mới các cái giải pháp. Đổi mới với cái gì? Cái thứ nhất đổi mới với công nghệ. Trong đó lưu ý nhất là các cái kỹ thuật chẩn đoán. Hiện nay chúng ta chẩn đoán trước đây, chẩn đoán chủ yếu dựa vào phương pháp nhường phôi trứng tiếp, chỉ cả cái tuyến trên mới chụp X quang. Bây giờ có những kỹ thuật mới rồi. Bây giờ sử dụng đặc biệt là cái X-PET đã được sử dụng rộng rãi và hăng test đã bắt đầu sử dụng ở một số cơ sở. Như này đây là hăng test và X-PET là những cái kỹ thuật mới để đưa vào chẩn đoán, giúp chẩn đoán bệnh lao. Thì những kỹ thuật mới này giúp chẩn đoán nhanh và chẩn đoán chính xác bệnh lao. Về đổi mới cái gì nữa? Trong công nghệ đổi mới thuốc và phác đồ điều trị thì những năm gần đây chương trình thay đổi phác đồ liên tục. Vài năm thay đổi phác đồ để cho phù hợp với tình hình hiện tại. Và đặc biệt hiện nay có hai cái thuốc kháng lao mới, Bedaquiline và Delamanid đã được đưa vào sử dụng trong điều trị lao. Nhưng mà các em thấy cả các phác đồ điều trị lao mình chưa có hai loại thuốc này phải không? Thì hai loại thuốc này thường sử dụng trong các cái phác đồ điều trị lao siêu kháng thuốc. Còn đa kháng thuốc thì chúng ta đang có các thuốc các nhóm thuốc thứ yếu, thuộc thiết yếu thứ yếu là có sử dụng trong phác đồ đó rồi. Còn hai thuốc kháng lao mới này là sử dụng trong trường hợp lao siêu kháng thuốc. Vì khi này cô nói rồi, hiện nay Việt Nam chúng ta đã xuất hiện lao siêu kháng thuốc. Đổi mới cái gì nữa? Đổi về vật chất học tiếp cận. Về tuyên truyền giáo dục, về phối hợp giữa y tế. Đặc biệt là chú ý phối hợp với y tế tư. Như thế này chúng ta thấy rằng y tế tư có phát hiện được một lượng lớn bệnh nhân lao nhưng mà không được báo cáo. Cho nên chương trình chúng ta phải phối hợp với y tế tư để làm răng để thống kê báo cáo cho trước chương trình. Lồng ghép chương trình chống lao trong các cái chương trình khác như bệnh phổi mãn tính hoặc là các chương trình HIV hoặc một số chương trình khác. Về đầu tư thì phải đầu tư tài chính về đa nguồn. Hiện nay chủ yếu chúng ta là về viện trợ, đa phần là từ viện trợ từ các nước trên thế giới và các tổ chức phi chính phủ. Về nhân lực thì chúng ta phải có chế độ ưu tiên làm răng đó để lôi kéo nhân lực về phục vụ chương trình chống lao cũng quốc gia. Về theo báo cáo của chương trình thì nhân lực hiện nay là rất eo hẹp, có nhiều nơi là thiếu nhân lực về phòng chống lao. Về hoạt động của chương trình chống lao quốc gia chúng ta thì hiện nay chương trình chống lao quốc gia chúng ta có những hoạt động cơ bản nào? Thứ nhất là phát hiện thì trước đây chủ yếu phát hiện bằng phương pháp nhường soi trứng trực tiếp tìm AFB. Bây giờ chương trình khuyến cáo nên sử dụng 2X để phát hiện. 2X nghĩa là thế nào? Khi nào cô nói ra là X quang và X bất để bút phát hiện hoàn toàn đúng, ít quang và ít bất để phát hiện bệnh lao. Cái thứ hai là phải điều trị thì khi nãy nói rồi phải có những phác đồ mới phù hợp với tình hình và có những thuốc mới, nghiên cứu những thuốc mới. Về xét nghiệm thì đảm bảo xét nghiệm chuẩn để giúp chẩn đoán. Ngoài ra chương trình phải có truyền thông và huy động xã hội
Ở đây chúng ta phải làm ra truyền thông cho toàn xã hội để cho những người mà có triệu chứng nghi ngờ lao họ đến sớm khám càng sớm càng tốt. Đấy, để cho mình tránh lây lan cho cộng đồng và huy động thêm toàn xã hội để cùng góp phần với chương trình chống lao để giúp phòng và điều trị bệnh lao, nghĩa là phòng và chống bệnh lao. Thứ năm là cung ứng và phân phối thuốc và sinh vật phẩm trang thiết bị cho chương trình chống lao, do chương trình chống lao quản lý, giám sát và lường giá cái hoạt động của các huyện, đào tạo nghiên cứu khoa học, cái này phải ưu tiên để đổi mới trong quá trình hoạt động của mình. Đây là một số hoạt động cơ bản của chương trình chống lao không nha. Thì hiện nay chương trình chống lao quốc gia chúng ta có 4 tuyến tham gia vào chương trình chống lao quốc gia. Chúng ta học tiếp phía sau, các em còn học lớp 1 nữa, còn học nữa không? Giờ sau các em có học không? Giờ sau các em học không? Không hả? Thì chúng ta nói tiếp hết, cũng gần hết rồi. Cũng nói tiếp hết, bài hơi dài. Hiện nay chương trình chống lao chúng ta có 4 tuyến tham gia. Là tuyến trung ương, đặt tại bệnh viện phổi trung ương. Tuyến tỉnh nằm ở bệnh viện lao, bệnh phổi tỉnh hoặc là khoa lao nằm trong trung tâm phòng chống bệnh xã hội của tỉnh. Tuyến huyện là có tổ chống lao nằm trong trung tâm y tế huyện, tuyến xã thì không có chuyên trách về lao mà tham gia cùng cả cái chương trình khác luôn. Và hiện nay có sự phối hợp chống lao của các tuyến với nhau mà theo ngành dọc từ trên xuống dưới. Như vậy là bộ môn lao chúng ta không nằm trong cái chương trình trong theo ngành dọc của chương trình chống lao quốc gia, thì họ tuyến trung ương, tuyến huyện, tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã. Còn bộ môn chúng ta về thường không nằm ở đâu hết, cho nên muốn có tài liệu giúp giảng dạy thì thường bộ môn một là tìm trên trên mạng, hai là bộ môn xin ở bên tỉnh, chương trình chống lao của tỉnh á, có tài liệu chi tập huấn hoặc có tài liệu chi mới thì bộ môn hay xin, hoặc là khi nào lâu lắm vài năm thì có một lần chương trình chống lao mời đến các trường tham gia, có tham gia giảng dạy về sinh viên về chuyên ngành lao để hội thảo xem có phương pháp tiếp tục nhất để lồng ghép với nhau. Và tất cả các trường đều đề nghị nên cho trường các bộ môn tham gia vào, không phải tham gia vào cái khác mà tham gia nếu có hội thảo hoặc có tổng kết hoặc có cái gì đó để cho biết nắm tình hình. Nhưng mà nói xong rồi thì cũng giống nhau thôi. Hiện nay là bộ môn là tự thân vận động là chủ yếu, các bộ môn là tự thân vận động để tìm tài liệu và giảng dạy cho sinh viên là chủ yếu thôi. Về tuyến trung ương có nhiệm vụ như thế nào, điều hành như dự án phòng chống lao, xây dựng kế hoạch hoạt động của chương trình, ban hành các quy chế quy trình hướng dẫn hoạt động của chương trình, chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ theo dõi giám sát bằng các cái hội thảo hoặc là các cái hướng dẫn để cho cả cái tuyến dưới. Về tuyến tỉnh thành phố thì có nhiệm vụ như thế nào, chức năng nhiệm vụ như thế nào, điều hành đơn vị chống lao cấp tỉnh thành phố, lập kế hoạch triển khai hoạt động chống đĩa địa phương, tham mưu cho sở y tế về điều phối hoạt động của chương trình chống phòng chống lao, đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm, để xét nghiệm đặc biệt để xét nghiệm cả cái đưa vào cả cái kỹ thuật xét nghiệm mới, ví dụ ít hoặc kháng test vân vân, để đưa vào xét nghiệm giúp chẩn đoán bệnh lao nó sớm. Về tuyến huyện thì làm gì? Tuyến huyện phát hiện và chỉ định điều trị các trường hợp lao phổi áp đế dương. Như vậy tuyến huyện chỉ được phát hiện và điều trị lao phổi áp đế dương thôi, nghĩa là tuyến huyện chỉ làm được xét nghiệm bằng phương pháp nhiễm soi trứng trực tiếp, còn các kỹ thuật khác chủ yếu ở tuyến trên. Như vậy để chẩn đoán lao phổi áp đế âm thì phải chuyển lên tuyến tỉnh trở lên, triển khai xét nghiệm đàm cho tất cả các bệnh nhân nào nghi ngờ là lao, quản lý và sử dụng thuốc kháng kháng lao, cốc đứng đàm, đám kín hóa chất và các biểu mẫu, báo cáo ghi chép theo thống mẫu thống kê của chương trình chống lao. Đây là nhiệm vụ của tuyến.
tuyến xã thì hiện nay không có cán bộ chuyên trách mà có cán bộ chuyên trách chung các bản xã xã hội, cho nên trong đó có cả bản lao luôn, cho nên quản lý luôn bản lao. Thì ở tuyến xã thì có nhiệm vụ phát hiện các đối tượng nghi ngờ người lao, có thể họ từ đến, nghĩa là những triệu bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ người lao, thì làm thế nào để bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ lao để tuyến xã ạ? Cái này cô có nói rồi, tuyến gần nhất của người dân là tuyến xã, nên có triệu chứng nghi ngờ lao họ tới tuyến xã đã, hoặc thậm chí là họ đến công tác viên thôn bản ở vùng xa, vùng sâu vùng xa thì có công tác viên thôn bản, thì có thể những người có triệu chứng nghi ngờ họ tới đó, sau những người công tác viên thôn bản họ chuyển tới tuyến xã. Thì làm thế nào để bệnh nhân họ biết họ đang có triệu chứng nghi ngờ lao nè, tăng cường cái gì nè để cho bệnh nhân họ biết ạ? Cái này cô có nói rồi, trong phần hoạt động truyền thông hoàn toàn đúng, chúng ta phải truyền thông làm thế nào, đặc biệt là truyền thông cho bệnh nhân biết là những triệu chứng nghi ngờ lao và những hậu quả của phát hiện muộn để họ đến được càng sớm càng tốt, để giúp cho tuyến xã phát hiện những đối tượng nghi ngờ lao. Thì khi phát hiện đối tượng nghi ngờ lao thì họ phải chuyển đến tuyến huyện để tiến hành phát hiện các trường hợp lao phổi áp bế, chứ tìm nghĩa là phát hiện các nguồn lấy để chín ở tuyến xã làm chính là giám sát điều trị. Vì vấn đề điều trị theo băng hóa trị liệu ngắn ngày có kết quả trực tiếp thì chủ yếu điều trị ngoài trú và tuyến xã. Thì trước đây thì có trong phác đồ có điều trị thuộc tiêm, thì hàng ngày bệnh nhân tới chuyển trạm y tế xã để tiêm. Bây giờ phác đồ chúng ta không có thuộc tiêm thì bệnh nhân nhận thuốc uống tái tại nhà, hàng ngày tại nhà. Nhưng mà bệnh nhân chỉ là cán bộ y tế tuyến xã có thể đến thăm bệnh nhân tại nhà để xem bệnh nhân dùng thuộc như thế nào. Nếu bệnh nhân bỏ trì thì phải động viên bệnh nhân quay trở lại điều trị. Thực hiện chủng BCG và kiểm tra tiêm chủng BCG ở tuyến xã. Tuyến xã làm chi nữa? Giáo dục sức khỏe cho cộng đồng trong xã. Thì đó là những nhiệm vụ chính của các huyện. Đây quy trình phát hiện và quản lý bệnh lao của chương trình chống lao quốc gia chúng ta, hay này mà cô nói rồi, tất cả những bệnh nhân có triệu chứng ho khạc đàm trên hai tuần đến trạm y tế xã phường, hoặc những người có triệu chứng ho khạc đàm đến trên hai tuần được y tế thôn bản chuyển đến trạm y tế xã, thì trạm y tế xã chuyển lên huyện và huyện có chỉ định làm cho bệnh nhân soi nhuộm soi trứng tiếp đàm, và sau khi có chẩn đoán lao phổi áp bế dương thì tuyến huyện chỉ định điếu phác đồ điều trị cấp thuốc và sau đó chuyển về cho tuyến xã theo dõi điều trị. Còn những trường hợp lao phổi áp bế âm tính thì thường chuyển lên tuyến tỉnh để được phát hiện và điều trị. Như vậy làm thế nào để năm 2030 không còn bệnh lao, thì đây là một tương lai trong vòng 10 năm nữa, thì theo cô là khó. Thì cái này là chúng phải cả cộng đồng, cả xã hội cùng chung sức để cùng với chương trình chống lao quốc gia chúng ta để làm thế nào đó để không còn bệnh lao. Giống như hiện nay chúng ta là cố gắng kiểm soát cho được đàn dịch hiện nay, đó là mình COVID-19 nữa, mà hiện nay các em cũng là một trong những phần tham gia vào hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng, nên là chúng ta phải học online cả nhà. Đến chờ mong một ngày nào đó về hết dịch thì chúng ta sẽ trở lại trường và các em sẽ đi thực tập tại khoa. Và đây là một số khẩu hiệu cho ngày phòng chống lao vào năm 2019 vừa rồi đưa ra. Năm 2020 vừa rồi dịch cho nên là chương trình chỉ không phải mời đông mà chỉ có trực tuyến sơ thôi. Như vậy bài giảng của cô đến đây là tạm hết. Em nào còn có ý kiến gì nữa không? Ở chỗ nào không hiểu hoặc là cần nói rõ hơn hoặc như thế nào thì các em có thể phản hồi. Như vậy các em hiểu hết không? Hiểu không? Các em cho cô phản hồi đi.
Nghe được không? Nghe được phải không? Nghe hiểu được phải không? Như vậy cả cái một số em cho hiểu có nghe được phải không? Thì cái phòng như phòng lao là một trong công tác quan trọng của chương trình chống lao quốc gia chúng ta. Cho đây cả em về chỗ nào mà chưa hiểu cả em có thể về tìm hiểu thêm tài liệu hay đọc thêm tài liệu. Và nếu chỗ nào mà còn vướng mắc thì có khi sau này mà hết dịch để em đi lâm sàng thì cô cũng có khả năng, cô cũng có khả năng tham gia dạy lâm sàng 1-2 buổi cho các em, thì có khi các em sẽ phản hồi đấy, được chưa? Rồi nếu không rồi các em đồng ý phải không? Rồi nếu mà các em đồng ý rồi thì nếu không có chi nữa thì chúng ta tạm nghỉ ở đây hết.